Chào mừng các anh chị đã có mặt trong cái buổi học đầu tiên của khóa học khúc xạ tinh gọn. Bây giờ thì trời hơi tối nhưng mà tôi không bật điện được. Bây giờ là 11 giờ rưỡi rồi. Buổi tối thì nóng nên là cho phép tôi được mặc cái áo lông. Thì cái buổi đầu tiên này sẽ là cái buổi mà chúng ta buổi quan trọng nhất để chúng ta có thể giới thiệu kỹ càng hơn về cái chuyên đề này cũng như là hiểu rõ tổng quan cái khóa học. Thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay vào cái nội dung chính của cái buổi học đầu tiên hôm nay, này là giới thiệu về cái khóa này đúng không ạ? Vậy thì khóa này thì ai sẽ cần cái khóa học này và ai sẽ cần những cái nội dung học này? Thì câu trả lời của chúng ta đấy là tất cả mọi người làm việc liên quan đến ngành mắt, kể từ bác sĩ nhãn khoa, khúc xạ nhãn khoa, bác sĩ định hướng nhãn khoa cơ bản, bác sĩ chuyên khoa, kỹ thuật viên phòng kính, điều dưỡng nhãn khoa hay điều dưỡng cơ bản, thì tất cả mọi người đều cần những cái kiến thức của cái khóa học này. Có thể là bạn không biết fitting kính tiếp xúc thì bạn không làm về mảng kính tiếp xúc. Tuy nhiên thì một khi mà bạn đã làm ở trong lĩnh vực nhãn khoa rồi thì cái mảng khúc xạ thì hầu như ai cũng phải nắm được, bởi vì nếu như là trong một phòng khám mà bác sĩ chúng ta không nắm được cái quy trình, không tự thực hiện được quy trình này mà một ngày đẹp trời điều dưỡng ốm điều dưỡng nghỉ thì chẳng lẽ chúng ta đóng phòng khám à, đúng không? Thứ hai nữa, ví dụ như là trong các hệ thống showroom kính, khi mà đào tạo nội bộ đào tạo chuyên môn, nếu một nhân viên mà nghỉ thì họ cần phải đào tạo gấp những nhân viên tiếp theo chứ, đúng không? Nên là cái khóa học này nó dành cho tất cả các đối tượng nào nó dành cho tất cả những đối tượng làm trong lĩnh vực nhãn khoa, đúng không? Thứ hai nữa là tại sao lại sinh ra cái khóa học này, bởi vì khúc xạ là một cái quy trình mà công đoàn cần thiết đối với 100% tất cả các bệnh nhân tới khám. Tối thiểu thì chúng ta sẽ cần phải đánh giá khúc xạ. Nó giữ vai trò quan trọng trong việc quyết định và xác định, thứ nhất là mức độ, thứ hai là hướng xử, thứ ba nữa là cái hướng thăm khám tiếp theo mà chúng ta thực hiện. Và không bác sĩ nào mà bệnh nhân vào với một cái triệu chứng là nhìn mờ mà lại đè bệnh nhân, bắt bệnh nhân ngồi vào CGMV để soi để tìm xem các nguyên nhân về thực thể cả. Mà đầu tiên thì tất cả mọi người đều xác định cái mức độ thị lực và khúc xạ chính xác cho bệnh nhân. Sau đấy thì chúng ta mới xác định khám tổng thể và xác định những cái tổn thương thực thể tại nhãn cầu, đúng không ạ? Vậy thì tại sao chúng ta lại có cái khóa học là khúc xạ tinh gọn ạ? Thứ nhất, tôi nhắc lại mảng khúc xạ là một cái mảng quan trọng với bất kỳ đối tượng nào nằm trong lĩnh vực nhãn khoa. Thứ hai, còn là có rất là nhiều anh chị đã nhắn tin và trao đổi với tôi để là các anh chị ở các tuyến huyện, tuyến tỉnh và tuyến địa phương, thì thực sự là các anh chị cần kiến thức chuẩn và cần những cái kiến thức mà nó chính thống và đầy đủ, chứ không phải là cái hình thức mà cứ người này chỉ cho người kia, người này chỉ cho người kia như từ trước đến giờ nữa. Trong khi thì các anh chị đấy thì không phải là lúc nào cũng có thể đi học được, thì đấy cũng là lý do thứ ba, đấy là không phải ở đâu thì các anh chị cũng có thể có cơ hội đi học và được đào tạo kỹ càng và bài bản. Nhưng mà làm thì vẫn phải làm thôi, bởi bằng cấp thì cũng đã có rồi, đúng không ạ? Ví dụ như các anh chị làm tuyến trung ương trên này thì đương nhiên là rất là dễ để mà các anh chị có thể tiếp cận được với những cái khóa học này ở các trường hoặc là các bệnh viện tuyến trung ương. Tuy nhiên thì ở các tuyến dưới thì rất là khó, đặc biệt là tuyến huyện trở xuống thì rất là khó để mà xin đi học chẳng hạn. Một vấn đề thứ tư nữa là theo thống kê thì mấy năm gần đây, thì cách đây khoảng 3-4 năm thì trên cả nước chúng ta có khoảng 1.300 phòng kính, nhưng mà cái số người mà có chứng chỉ đủ điều kiện để đứng độc lập tại các phòng kính ấy, thì chỉ là 8% thôi ở trong số 1.300 đấy. Vậy thì cái số còn lại thì chúng ta biết được với nhau đấy là tất cả những người còn lại thì đương nhiên là chúng ta những bạn đấy thì không có chứng chỉ hành nghề rồi và cũng không có bằng cấp về khúc xạ rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì các bạn ấy vẫn làm, đó là sự thật và thực trạng. Tuy nhiên thì tôi biết là các anh chị đang ngồi đây thì đương nhiên các anh chị là những người cầu tiến và có tinh thần học hỏi rất là cao, nhưng mà chả sao cả, đúng không ạ? Chúng ta thẳng thắn với nhau và chính vì lý do này thì khóa học này sẽ giúp cho các anh chị kỹ thuật viên điều dưỡng chuẩn hóa lại kiến thức. Thứ hai nữa là quy trình nó sẽ chắc chắn và tự tin hơn rất là nhiều khi mà tiếp xúc với bệnh nhân và tiếp xúc với những trường hợp khó mà chúng ta khó điều chỉnh được. Từ đó thì chúng ta sẽ giúp được những cái cơ sở nâng cao về cái mặt chuyên môn, doanh thu cũng như là cơ hội việc làm của các anh chị kỹ thuật viên thì sẽ mở rộng hơn. Lý do thứ năm, từ tất cả những lý do trên thì để cũng chỉ quy về một cái lý do lớn nhất, đấy là để người tiêu dùng hay là bệnh nhân là người hưởng lợi lớn nhất, đặc biệt là các bạn học sinh
ở trong độ tuổi chuẩn bị đi học hay là đang độ tuổi tiểu học chẳng hạn. Bởi vì là thực trạng cái tỷ lệ tật khúc xạ mắc tại trẻ em nó rất là cao. Tuy nhiên thì để mà phát hiện và điều chỉnh đúng cho các bạn ấy từ lúc còn bé thì nó là một cái việc rất là khó. Tuy nhiên thì nó là một vấn đề rất là quan trọng để giảm cái tỷ lệ mù lòa có thể phòng tránh được. Ví dụ như là vấn đề nhược thị ở trẻ chẳng hạn. Nếu nếu như mà chúng ta phát hiện muộn và xử lý muộn thì đương nhiên là ở vấn đề liên quan khúc xạ rất là đơn giản như này thì đến lúc đấy cũng trở thành vấn đề rất là trầm trọng, đúng không ạ? Lý do mà tại sao chúng ta có cái khóa khúc xạ tinh gọn như này, bởi vì là bình thường các anh chỉ học một cái khóa khúc xạ cơ bản thì nó cũng là 3 đến 6 tháng thôi. Tuy nhiên thì cái khóa này là cái khóa tổng hợp và đúng như cái tên gọi của nó là khóa tinh gọn từ tất cả kiến thức thực chiến từ quá trình làm việc lâm sàng. Thì tôi đã rút gọn ra những cái vấn đề mà mình cần và có thể áp dụng ngay được vào cái quá trình làm việc lâm sàng, chứ không cần phải học quá nhiều vấn đề học thuật, nên là các anh chỉ có thể áp dụng ngay vào cái công việc của mình. Được chưa? Vậy thì ở trong khóa học này chúng ta sẽ có những nội dung gì ạ? Đây slide này, thỉnh thoảng tôi sẽ phải liếc sang bên này chút để tôi nhìn sao nhớ được hết tất cả những cái này, đúng không? Rồi một vấn đề nữa mà chúng ta cần phải trao đổi với nhau trước khi mà đi vào khóa học này, đấy là cái quan điểm dạy và học. Thứ nhất về quan điểm học, các anh chị đã đi học thì nghiêm túc học đủ và làm đầy đủ bài tập, gửi email đầy đủ, bởi vì tôi cũng đã gửi lịch nhắc các anh chị học rồi, thì các anh chị cảm ơn làm đầy đủ bài tập, trắc nghiệm test, gửi lại email cho tôi. Mỗi việc học đơn giản nhất không làm được thì thôi cái ngủ. Thứ hai là học xong thì áp dụng ngay vào cái công việc hàng ngày mà các anh chị đang làm. Từng bài học thì các anh chị đã có thể áp dụng được rồi, chứ không phải là chúng ta học hết cả khóa thì chúng ta mới bắt đầu vào học. Thì các anh chị học đến bài thứ 20, 30 các anh chị quên mất bài thứ nhất, thứ hai đi xong. Nên là học xong bài nào tuần nào có bài nào học xong bài đấy. Sau đấy thì các anh chị áp dụng luôn vào cái công việc hàng ngày nhé. Còn sang đến cái quan điểm dạy của tôi thì thứ nhất là đứng xây dựng và coi tôi là thầy như các thầy khác. Rồi thầy thì phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên, ra giáo mệt lắm. Tôi không phải như vậy. Lúc bình thường thì cũng bình thường, hơi cáu lên thỉnh thoảng chỉ thề nữa nè, bình thường vì không cần và cũng không phải xây dựng cái hình ảnh thầy chuẩn mực đâu nhé. Giúp tôi đỡ mệt. Vấn đề thứ ba nữa là còn học, có cái gì mà không hiểu thì các anh chị phải hỏi ngay. Các anh chị đang học cái khóa khóa này thì các anh chị có thể trao đổi trực tiếp qua Zoom, qua nhóm. Còn với các anh chị học cái chương trình code huấn luyện 1:1 hoặc huấn luyện theo nhóm của các công ty hay các showroom thì đương nhiên là chúng ta sẽ có cái thời gian thực hành với nhau rồi, thì các anh chị có thể hỏi hỏi offline, hoặc nếu mà có thể hỏi lúc học như này có vấn đề gì thì các anh chị hỏi hỏi luôn, trao đổi luôn qua các kênh online hoặc Zoom đó, hoặc Zalo, nhóm đấy, có rất là nhiều phương tiện để các anh chị hỏi hỏi luôn. Không sao quên rồi chẳng nhớ câu hỏi là gì hỏi nhé. Thì đấy là quan điểm dạy học có mấy điều này thôi, nhớ giúp tôi đừng gọi tôi thầy. Rồi chúng ta sẽ sang phần thứ hai của cái buổi học đầu tiên hôm nay, đấy là tổng quan về khóa học. Thì chúng ta phải biết là chúng ta cần học những cái gì, đúng không ạ, để chuẩn bị trước cần học những cái gì và mục tiêu của chúng ta sau khóa học này chúng ta có được cái gì và phải hoàn thành những cái điều gì, đúng không ạ? Đầu tiên đấy là ít nhất, bởi vì khóa học này dành cho tất cả đối tượng từ kỹ thuật viên, các anh chị kỹ thuật thuật viên điều dưỡng đến cả bác sĩ nhãn khoa và bác sĩ định hướng nữa, bác sĩ nhãn khoa cơ bản nữa, nên là những cái vấn đề về nhãn khoa thì các anh chị cũng phải nắm được cơ bản. Và tại sao chúng ta cần phải nắm được cơ bản, bởi vì khi mà chúng ta nắm được những khái niệm cơ bản này thì khi mà vào làm việc các anh chị sẽ tư duy một cách nó logic, và thứ hai nữa là khi mà giải thích và nêu ra một vấn đề cho bệnh nhân thì chúng ta sẽ thuyết phục được nó rõ ràng và mang tính chất khoa học hơn, thay vì là chúng ta giải thích cho bệnh nhân theo kiểu là từ trước giờ chúng ta nghe người ta giải thích như nào thì bây giờ giải thích như thế. Chúng ta sẽ phải hiểu hiểu được cái cơ chế quang học của con mắt nó như nào thì chúng ta sẽ giải thích mang tính chất là thuyết phục và chúng ta trở thành một người hiểu vấn đề chứ không phải là học vẹt nữa, đúng không ạ? Đây là lý do tại sao chúng ta cần phải hiểu rõ về vấn đề giải phẫu. Vấn đề thứ hai thì là các khái niệm quang học mà chúng ta thoải mái dùng, những khái niệm ví dụ như điển hình là cái khái niệm mắt chỉnh thị, thì có anh chị nào ở đây
nắm được cái khái niệm là chỉnh thì là như nào không? Đấy. Thì chúng ta sẽ cũng sẽ học những cái khái niệm đấy ở trong cái chương trình này. Thứ ba nữa là các cái thiết bị dụng cụ cần để thực hiện những công việc này, ví dụ như này, đèn soi bóng đồng tử, cái thước kính, máy mài, tất cả các loại máy mài mà chúng ta sử dụng trong quá trình mà mài nó, sau này khi mà học xong cái khóa này các anh chị đo rồi các anh chị vẫn phải học để mài đúng không ạ? Rồi một nội dung thứ tư nữa là nội dung này chúng ta cần phải biết về quy trình khai thác bình sử, biết là cái quy trình này thông thường khi mà làm thì các anh chị thường bỏ qua, và một số anh chị chỉ có hỏi là tại sao mà muốn đo kính. Tuy nhiên thì cái quá trình mà khai thác bệnh sử này thì nó cực kỳ cần thiết và giúp cho mình định hướng và xác định được mức độ ban đầu của bệnh nhân cũng như là cái hướng để mà xử lý tiếp theo, để quá trình thăm khám nó nhanh hơn. Thay vì là các anh chị không hỏi thì đôi khi các anh chị lại đi vào một cái ngõ cụt, ví dụ như là một người mà có tiền sử tắc toàn bộ võng mạc trung tâm 10 năm rồi và gần như là cái mắt bên trái của anh ấy là không nhìn thấy gì cả, mà nếu như là các anh chị không hỏi bệnh sử, các anh chị cứ đâm đầu vào cái chị thử phúc xạ, thử đi thử lại, thử lòng vòng mãi chả cải thiện được thể lực, xong các anh chị lại quay ra các anh chị hỏi thầy ấy, anh ơi làm sao mà nó như này, bởi vì sao, bởi vì các anh chị có hỏi đâu, có hỏi người ta vấn đề gì đâu, tiền sử như nào đâu. Đấy là một ví dụ thôi. Thì khi mà vào cái bài khai thác bệnh sử này thì chúng ta sẽ nói với nhau rõ hơn những vấn đề này, được chưa? Thứ năm nữa các anh chị cần tìm hiểu hết các loại bảng thể lực, thông thường thì phải đến 50% 60%, bây giờ các anh chị một số ở phòng khám từ tuyến huyện trở xuống vẫn dùng cái bảng chữ C, len đốt chữ C này, trong khi thì len đốt chữ C nó là một cái bảng rất là dễ đoán, thứ hai nữa là nó sẽ phù hợp hơn với những cái người mà không biết chữ, người ta chỉ trái phải trên dưới, còn đối với những người biết chữ hay là để đánh giá cái mức độ thị lực nó chính xác hơn thì chúng ta sẽ phải đánh giá từng dây cung, bởi các chữ thiết kế theo cái kiểu Snellen hoặc là Logma chứ, hoặc là trẻ con thì chúng ta sẽ có những cái bảng thị lực cho trẻ con riêng đúng không ạ? Nên là chúng ta sẽ cũng cần phải học rõ về những cái loại bảng thị lực từng đối tượng khác nhau, thì chúng ta sẽ sử dụng những loại bảng thị lực khác nhau để đem hiệu quả chính xác nhất đúng không ạ? Bởi vì mất công học rồi thì chúng ta sẽ phải học cho nơi chốn. Vấn thứ sáu đấy là chúng ta cần phải, đây là vấn đề quan trọng này, sẽ chuẩn hóa lại cho tất cả các anh chị cách đo thể lực và ghi đúng chuẩn. Mọi người có thể là mọi người nghĩ rằng là cái việc mà đo thể lực nó rất là đơn giản, tuy nhiên thì cứ vào bài học đi rồi các anh chị sẽ biết là từ trước giờ mình đo thể lực như thế nào, nó đã đúng chưa, nó chính xác chưa. Nội dung thứ bảy này là cái nội dung mà chắc là các anh chị ngóng, khám khúc xạ khách quan, thì chúng ta sẽ có hai phương pháp chính là sử dụng máy khúc xạ tự động, thứ hai nữa là đèn soi bóng đồng tử đúng không? Cái đèn tôi đang sạc bên này nên không lấy được. Cái đèn soi bóng đồng tử thì chắc nhiều anh chị cũng muốn học đấy, thì chúng ta sẽ học cái nội dung đấy vào cái ở một cái nội dung thứ bảy, đấy là khám khúc xạ khách quan đúng không ạ? Nội dung tiếp theo đấy là các phương pháp khám khúc xạ chủ quan, đây là phương pháp thử kính ấy. Thử kính là một trong số các phương pháp khám khúc xạ chủ quan, thì chúng ta sẽ học xem là có bao nhiêu phương pháp khám khúc xạ chủ quan và phương pháp nào chúng ta thường dùng nhất, dễ dàng dùng nhất và đem lại hiệu quả chính xác nhất. Đúng không? Nội dung thứ 9 là nghệ thuật cấp đơn kính. Khi các anh chị đo xong rồi thì chúng ta cũng cần phải tinh chỉnh và lựa chọn cái đơn kính nó phù hợp nhất cho bệnh nhân, chứ không phải là cứ đo à đo đúng A thì người đấy sẽ đeo A, mà đo đúng B thì người đấy bắt buộc phải đeo B đó. Nhá. Thì chúng ta sẽ nói với nhau ở trong nội dung thứ 9 này. 10 tiếp theo đấy là cách chuyển đổi đơn kính và các cách viết đơn kính phổ biến, bởi vì là thông thường có rất là nhiều cái đơn kính mà Optometrist đang thấy là các anh chị cứ đăng trên hội kính, trên các nhóm học viên của Optometrist đang một số đơn kính, một số bạn mới vào làm ấy, thì thường đăng những cái đơn kính mà các bác sĩ ví dụ ở về mắt trung ương thường viết theo kiểu ngày xưa, các anh chị không biết viết ra đơn kính để mà chúng ta cắt cho bệnh nhân, hay một số bệnh viện quốc tế người ta lại viết đơn kính theo kiểu kính trục cổng thì mình lại không biết chuyển đổi sang kính trục trừ để mình lựa chọn mắt kính. Nên chúng ta cần phải có nội dung này để tất cả mọi đơn kính chúng ta đều chơi được, đều lắp được đúng không ạ? Nội dung thứ 11 đây là những cái nội dung này là nội dung bổ sung, thì bình thường các khóa học khác thì người ta sẽ không đề cập đến, thì qua quá trình làm việc lâu dài và tìm hiểu thì đã tổng hợp lại để giới thiệu cho anh chị
với một cái loại tật khúc xạ như thế và với một bệnh nhân có đặc điểm như này A, B chẳng hạn, thì sẽ có những loại tròng kính phù hợp riêng với đặc điểm nhu cầu, thứ nhất là công việc, thứ hai là loại tật khúc xạ, thứ ba là mức độ khác nhau, chứ không phải là bệnh nhân nào hoặc là cứ hưởng lên phải tròng kính chiết xuất cao đắt tiền các bạn tăng doanh số và cho bệnh nhân dùng. Thế thì có thể là ok tăng doanh số nhưng mà nó không phù hợp nhất cho bệnh nhân, và khóa học này là cái khóa học mà chúng ta chuẩn chỉnh nhất theo y tế, tôi bắt buộc phải dạy nội dung này. Còn nếu mà bảo làm sao doanh số cao nhất thì chịu. Đó, nội dung thứ 12 thì là cũng tương tự như nội dung thứ 11, thì chúng ta sẽ sang nội dung là lựa chọn gọng kính, đúng không ạ? Đã lựa chọn tròng kính phù hợp cho bệnh nhân rồi thì chúng ta cũng cần lựa chọn, hướng dẫn bệnh nhân lựa chọn những cái gọng kính nó phù hợp với cái đơn kính mà chúng ta đã kê ra hay với cái loại tròng kính mà chúng ta sử dụng. Bởi vì không phải ví dụ như một bàn viễn thị 1 đi ốp với một bàn viễn thị 8 đến 9 đi ốp, không phải chúng ta sử dụng những loại tròng kính hay gọng kính như nhau, đúng không ạ? Thì đấy là tất cả những cái nội dung mà chúng ta sẽ học. Tuy nhiên thì trong mỗi nội dung này thì nó sẽ có cái số lượng bài giảng khác nhau, nhiều bài khác nhau. Có thể với nội dung 12 nó chỉ một bài thôi, với nội dung thứ 7, thứ 8 thì nó lên đến 10 đến 15 bài chẳng hạn. Nên cái thời lượng chúng ta học có thể tinh gọn nhưng mà bởi vì kiến thức nó nhiều. Thông thường các anh chị có thể học đến 3 đến 6 tháng mà chúng ta sẽ rút gọn. Nếu mà các anh chị học liên tục, tôi phát bài giảng liên tục thì sẽ trong vòng khoảng 1 tháng cho đến 2 tháng gì đấy, được chưa? Với những nội dung này thì mục tiêu chúng ta sẽ cần nắm được để thứ nhất là nắm chắc cái hệ thống và toàn bộ hệ thống về khúc xạ tinh gọn này, thứ hai nữa là chuẩn hóa quy trình, chuẩn hóa lại sau khi học xong thì các anh chị sẽ chuẩn hóa lại được cái quy trình khám khúc xạ và có cái nhìn nhận đúng về khám khúc xạ, chứ không phải là cái việc mà chúng ta đo khúc xạ bằng máy khúc xạ tự động nữa, hay là đo và thử kính như từ trước đến giờ chúng ta thử kính nữa, được chưa? Đấy là hy vọng mà các anh chị có thể nắm được giúp. Một vấn đề mở rộng nữa, khi mà chúng ta nắm được hai vấn đề này, mục tiêu đưa ra hoàn thành tốt hai vấn đề này thì chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán trình độ chuyên môn của hệ thống đối với các anh chị làm trong cái hệ thống nhân sự, quản lý nhân sự hệ thống phòng khám hay là phòng kính. Thứ hai là chúng ta nâng cao được chất lượng chuyên môn dịch vụ, đặc biệt là ở các tuyến huyện và tuyến cơ sở. Thì khi mà nâng cao được cái chuyên môn chúng ta thì cái uy tín và cái tiếng của chúng ta ở cái vùng đấy nó sẽ tốt hơn, giúp anh chị cải thiện thu nhập và tăng được doanh số, đúng không ạ? Thứ ba nữa là chúng ta sẽ tạo được lợi thế cạnh tranh với các đơn vị khác, các ví dụ cũng là hai cái showroom kính, hai phòng kính ở cùng thị trấn này. Anh chị tham gia khóa học này chắc chắn tin tôi đi, không 3 tháng thì 6 tháng thì nó sẽ khác so với cái cửa hàng kính ở bên kia không tham gia khóa học này. Thứ tư này là các anh chị sẽ tự tin về kiến thức chuẩn và năng lực thực sự, giúp các anh chị có thể tăng cơ hội việc làm. Và thứ hai nữa, khi mà chúng ta trả lời và giao tiếp với bệnh nhân thì chúng ta sẽ tự tin hơn rất là nhiều, thay vì trước giờ nghe người này giải thích và về chúng ta cũng giải thích, và có khi là 10 bệnh nhân là giải thích như một. Tuy nhiên thì khi mà học xong khóa này thì các anh chị sẽ biết là với mỗi bệnh nhân thì cái tình trạng đấy nó sẽ khác nhau và chúng ta cần những cái giải thích khác nhau phù hợp với những cái vấn đề của bệnh nhân đấy, và mỗi loại kính khác nhau thì phù hợp với các bệnh nhân khác nhau, thì qua cũng sẽ trình bày rõ để bệnh nhân hiểu. Khi bệnh nhân hiểu thì bệnh nhân cảm thấy nó hài lòng, nó rõ ràng thì bệnh nhân sẽ dễ ra quyết định hơn với những cái loại tròng kính nó đắt tiền hơn hay gọng kính đắt tiền hơn, đúng không ạ? Rồi thì đấy là tất cả những nội dung về cái khóa học này và tổng quan cũng như là mục tiêu mà tôi hy vọng là có thể truyền tải được tới tất cả các anh chị trong cái buổi đầu tiên này. Hy vọng là các anh chị tôi thì sẽ cố gắng truyền tải hết tất cả những kiến thức mà tôi đã thực chiến, cũng là tổng hợp được lại tất cả cho các anh chị. Còn các anh chị thì cố gắng là tập trung học và làm đầy đủ bài tập và nộp bài tập đúng hạn cho tôi nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở các bài học tiếp theo. Nhớ check mail thì nội dung bài học thì sẽ gửi các anh chị qua mail nhé.